Các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa khi biên chép kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu bị các pháp như thế rối loạn tâm họ, khiến cho việc làm ấy không được hoàn thành, cho nên nói đó là việc ma của Bồ Tát. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có thể biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được không? Phật dạy: Thiện hiện không thể biên chép được. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, sáu pháp Ba La Mật Đa như Bát Nhã vân vân đều không có tự tánh và hoàn toàn bất khả đắc. Nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh và hoàn toàn bất khả đắc. Thiện hiện nên biết tự tánh các pháp đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, tức là vô tánh. Vô tánh như thế, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Chẳng phải pháp vô tánh có thể biên chép vô tánh, cho nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thể biên chép được. Thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, nếu khởi lên tưởng vô tánh đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa nghĩ như thế này: Ta dùng văn tự biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa, những kẻ kia dựa vào văn tự mà chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa đều không có văn tự, sắc cho đến thức cũng không có văn tự, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng cũng không văn tự. Cho nên không chấp có văn tự để biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa chấp thế này, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa đều không có văn tự, sắc cho đến thức cũng không văn tự, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng cũng không văn tự, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa nghĩ về quốc độ, hoặc nghĩ về thành ấp kinh đô nơi chốn, hoặc nghĩ về thầy bổn sư, hoặc nghĩ về thầy dạy, hoặc nghĩ về bạn đồng học, hoặc nghĩ về bạn quen biết, hoặc nghĩ về cha mẹ hoặc vợ con hay anh em chị em, hoặc nghĩ về bà con bạn bè, hoặc nghĩ về quốc vương đại thần, hoặc nghĩ về giặc cướp hay thú dữ, hoặc nghĩ về người ác hay quỷ dữ, hoặc nghĩ về chúng hội, hoặc nghĩ đến sự du hí, hoặc nghĩ báo oán báo ơn, hoặc nghĩ về những hành nghiệp khác, phải biết đây đều là việc ma của Bồ Tát, vì ma dùng việc này quấy nhiễu Bồ Tát, làm cho những việc đang làm chẳng được thành tựu. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, được danh lợi lớn, được cúng dường cung kính những thứ như y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang, lúc bệnh duyên và những của cải khác, nếu họ đắm vào việc này thì phế bỏ sự nghiệp, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có những ác ma mang những thứ sách luận thế tục hoặc kinh điển tương ưng với nhị thừa trá hiện bản thân trao cho Bồ Tát. Trong đây cũng nói rộng cho đến các thắng sự của thế tục, hoặc rộng nói cho đến các uẩn xứ giới lý duyên khởi chắc thật, hoặc 37 pháp phần Bồ Đề, 3 môn giải thoát, 4 tịnh lự, vân vân. Chúng ma nói, kinh điển này ý nghĩa thâm thúy, phải siêng tu học, bỏ việc tu tập kinh kia đi. Các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, phương tiện thiện xảo, khước từ, không nên nhận lấy sách luận thế tục mà ác ma đã cho, hoặc kinh điển tương ưng với nhị thừa. Vì sao? Vì sách luận thế tục và kinh điển nhị thừa không thể dẫn đến này phương tiện